Rồi xin chào mọi người, thì chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube Lotte Farm của mình ha. Thì sẵn tiện vừa rồi hôm nay mình sẵn có là 4 bé, thì trong đó có 2 bé Alaska và 2 bé Kogi. Thì trong này thì Kogi thì là một đực một cái, Alaska thì 2 bé cái hết. Thì sẵn tiện mình quay mấy bé cho anh chị xem, dù anh chị xem chị thích bé nào thì liên hệ qua Zalo ha. Thì em sẽ điện video call và em quay trực tiếp lại cho bé đó cho anh chị xem. Thì hôm nay em sẽ quay từng cụ thể từng bé cho anh chị. Thứ nhất là bé này là bé Kogi này. Bé này thì bé Kogi giới tính đực, thì màu vàng trắng dầm ben nha, ben lông ngắn đây, rất là đẹp. Thì bé này thì được là hơn 2 tháng tuổi nha, tầm 2 tháng rưỡi thì vaccine thì vào đầy đủ 2 mũi rồi. Thì anh chị về nuôi một thời gian tới mình vào vaccine mũi 3 nữa là xong. Thì hơn 2 tháng tuổi rất là đẹp, rất là to béo đó, màu vàng trắng rất là đẹp nha, màu vàng trắng này không bị pha đen nữa, vàng trắng đều rất là đẹp, vàng cổ này đó. Anh chị nào mà thích bên dầm ngắn lông ngắn đực thì có thể lấy bé này ha. Thì đối với dòng Kogi bên em thì đầy đủ VKA chip nha, anh chị nào mua về làm giống thì sau này phối lấy bé này rất là đẹp đó. Đó, rất là đẹp ha. Rồi quay cái chạy nhảy cho anh chị xem ha. Chụp đây, chụp đây. Bắn. Rồi, tiếp theo là bé thứ hai. Thì bé thứ hai thì bé này cũng dòng Kogi ben nhưng mà thuộc về lông dài. Thì ben nó chia làm hai, là một là lông ngắn hay là lông dài, thì bé này thuộc lông dài. Thì đối với lông dài thì bé này là bé cái nha. Lông dài thì giá thị trường nó sẽ cao hơn lông ngắn là 1 đến 2 triệu. Đó, thì bé này bé cái rất là đẹp. Anh chị nào mà thích lông dài có thể mua bé này về ha. Bé này thì với bé này là chung đàn nha, chung đàn cùng cha chung mẹ. Thì nhắc lại thì Kogi thì bên em có đầy đủ giấy VKA và chip. Anh chị nào mua về làm giống sau này để đẻ con bán hoặc là làm mua đực để phối thì làm đầy đủ giấy tờ. Còn anh chị nào mà nuôi cảnh chơi không cần giấy tờ thì vẫn có ha, thì giá sẽ nhẹ hơn một xí. Đó, bé rất là dễ thương ha, rất là đẹp mặt này. Đó, mặt quần cổ này. Đó. Chỉ đến cái nha, cái bên lông dài, bé nã là đực, bên lông ngắn. Rồi quay cho chạy nhảy cho anh chị xem. Rồi, tiếp theo là bé thứ ba. Thì bé này là thuộc là dòng Alaska. Thì Alaska thì nó có rất là nhiều màu, từ màu đen, màu xám, màu nâu đỏ, màu hồng phấn và màu trắng và màu phấn đào. Thì bé này thuộc màu đen nha, Alaska màu đen trắng. Thì bé này thuộc oversize. Thì lớn lên thì rất đẹp, rất là to béo luôn. Bé này thì được là 2 tháng tuổi, vaccine là đủ 2 mũi rồi. Anh chị mua về thì đến tháng thứ 3 và vaccine mũi 3 nữa là xong. Rất là to béo nha, hơn 2 tháng mà rất là đẹp luôn. Đó, với tính cái anh chị nào thích cái nên mua về sau này để con bán là rất thời mua cái này nha. Thì màu này giá cũng nhẹ tì hơn những màu khác, anh chị có 1-2 bé anh chị liên hệ sớm ha. Rồi, rồi bé này là bé cuối cùng. Thì bé này vẫn là giới tính cái, thì Alaska nhưng bé này màu nâu đỏ ha. Thì màu nâu đỏ thì chị để ý thì màu nâu đỏ thì khuôn mặt nó là mặt chữ thập nha. Đó, màu đen và màu nâu đỏ thì khuôn mặt nó là mặt chữ thập. Còn màu hồng phấn hay là màu trắng thì khuôn mặt nó là mặt trái tim. Còn mọt ở đây mặt chữ thập rất là đẹp ha. Mặt gấu này, mặt gấu tay chân to, phơm rất đẹp, đuôi cong đó. Thì giới tính cái ha, thì hiện tại thì cái đang có sẵn là một nâu đỏ cái và màu cơ đen trắng cái. Anh chị thích cái liên hệ ha. Rồi, tổng thể là 4 bé hết. Anh chị anh chị thích bé nào thì cứ liên hệ qua Zalo em ha. Thì Facebook và Zalo em để phần ghi chú. Anh chị vào cứ xem và kết nối qua và liên hệ qua, em sẽ vay clip từng bé cho anh chị xem. Rồi một lần nữa cảm ơn chị đã xem clip bên em. Chào anh chị. Wow.